Hello, thân mến chào các bạn. Sáng nay Peter chuẩn bị đi xe đạp với lại anh em đây, thì có một cái món đồ mà Peter muốn nhắc nhở các bạn, chia sẻ các bạn lại lần nữa. Cái này là Peter cũng đã nói cách đây 4 năm rồi. Thì hôm nay Peter mới mua lại cách đây 2 tuần. Thì Peter muốn chia sẻ các bạn. Như các bạn cũng đã biết á, thời buổi nay á, rất là nguy hiểm khi mà đi ra ngoài đường, nhất là ở bên Mỹ bây giờ, ở bên Cali nè, và bên những cái tiểu bang lớn ví dụ như là New York hay là cái này kia, hay đi subway hoặc là đi ngoài đường á, nó hay bị sự cố là có nhiều người người ta tấn công, tự nhiên cái tấn công mình không làm gì hết, tự nhiên cái tấn công. Trên tin tức có rất là nhiều tin tức nói là mấy người già, mấy phụ nữ tự nhiên đang đi bộ ngoài đường cái tự nhiên bị tấn công, bị đánh, bị đá, bị đập. Thì Peter thì thưa các bạn là Peter chơi xe đạp, thì lâu nay Peter lúc nào cũng đi xe đạp và lúc nào cũng dắt cho mình ở trong túi một cái tiếng Mỹ nó gọi là pepper spray, tiếng Việt mình nó gọi là đồ xịt cay. Thì đây là cái mà hiệu mà Peter mua nè, Sabre. Thì Peter có mua một lúc nào Peter mua thì Peter cũng mua một hộp, mà trong cái hộp này nó có hai cái. Đó, như các bạn thấy nè, ở trong hộp này nó có hai cái. Okay, Peter mua một cặp, tại vì mua cái này một lần á, mình mua hai cái luôn cho nó tiện. Đó, ok. Thì cái này là cái hiệu Sabre, là nó là cái pepper spray. Peter giờ đi đâu cũng đem theo cái này hết á, để mà dắt lần sau túi á, tại vì mình cũng không biết được là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mình gặp người xấu á, mình có thể tự vệ ha, mình dùng cái này và mình xịt. Cái này nó chỉ là tự vệ thôi, nó không có giết người được, nó chỉ có là người nào tấn công mình á, mình chỉ cần xịt cái người đó, người ta sẽ bị cay mắt và mình bỏ chạy. Ok, đây là một cái mà mình nên có. Cái thứ hai nữa là đề phòng mà thú dữ, ví dụ như đạp xe ngoài đường, nhiều khi mình gặp một con chó dữ hoặc là con gấu hay là con chó sói. Tại vì thời buổi nay ở bên Cali này, Peter không biết tiểu bang khác như thế nào, mà Peter thấy nó hay quay trên đài news á, ở trong thành phố luôn, mà mình thấy gấu nè, rồi mình thấy những cái con beo nè, con cọp, con beo, nó đi ngoài đường thành phố ngay cái khu chung cư người ta ở luôn, cho nên mình sợ lắm. Cho nên có nhiều cái tin tức là chó nó cắn người, mà nó cắn con mấy đứa bé nữa. Thì cho nên nếu mà mình có những cái món đồ mà để tự vệ như vậy nó cũng tốt. Ok, thì Peter muốn chia sẻ các bạn. Peter lúc nào đi đâu cũng đem theo cái này hết á, dắt lần sau lưng á, để mình đề phòng, mình yên tâm lắm. Trong xe hơi của Peter á, thì Peter có một cái mẫu nó bự hơn, Peter để sẵn như trong xe hơi rồi. Cái đó là để mà đi đâu với lại gia đình á, mà ở ngoài đường mà mình gặp người dữ nào đó. Giờ tại ngoài đường bây giờ nó hay xảy ra mấy cái chuyện mà gọi là road rage, lái xe rồi mình xung đột với nhau á, nhiều người bị giống như là tức giận rồi người ta nhảy xuống, người ta đập phá mình hoặc là người ta tấn công mình á. Thì trong xe Peter lúc nào cũng có một cái đồ xịt cây, mà cái đó là loại bự hơn cái này. Thì cái đó Peter để sẵn trong xe rồi, lúc ngay bên tay lái á, để mà bất thình lình lúc nào cần dùng là có liền, là lấy ra là dùng liền. Còn đi xe đạp á, thì Peter lúc nào cũng dắt đằng sau lưng cái này, tại cái này nó nhỏ, nó nhẹ, và cái này nó cũng xịt đủ để mà mình tự vệ, và mà mình xịt xong rồi mình bỏ chạy thôi, mình cũng không có nên làm gì với cái người đó, mình chỉ xịt để đề phòng rồi tự vệ mình thôi. Ok ha, thì Peter chia sẻ các bạn, nếu các bạn nào ở bên Mỹ á, thì có thể mua cái này ở trên Amazon. Peter để cái link xuống cho các bạn mua. Peter mua một cặp này cũng rẻ thôi, có khoảng chừng 12 đồng một cái, thì hàng cặp này khoảng chừng 20 đồng. Thì nếu mà các bạn mua, các bạn có thể đưa cho bà xã một cái ha, bà xã bỏ trong bóp á. Phụ nữ nên có một cái nha, lúc nào cũng đem theo, tại vì thời buổi nay mình không biết được cái chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ hay bây giờ hay dễ bị tấn công lắm. Đi chợ cũng bị tấn công rồi, đậu xe lại người ta mấy cái thằng mà
nói chung ra là dân Mỹ đen, dân Mỹ này kia nó cũng nó đói á, mấy thằng homeless này kia á, cho nên mình cũng phải tự vệ ha. Thì mua hai cái, một cái cho mình và một cái cho bà xã. Ok, rồi thân mến chào các bạn. Bây giờ Peter bắt đầu đạp đây.